Hello, xin chào các bạn nha. Thì clip hôm nay mình tiếp tục đi thăm bãi Sóc, bãi Tròn các bạn ạ. Trước khi đi thăm cái bãi đầu tiên thì mình sẽ quay lại hành trang này đi thăm bãi Sóc, bãi Tròn nha các bạn. Đây. Thăm bãi Sóc, bãi Tròn. Đây. Bỏ lưới. Này bỏ lưới là chịu khô vô các bạn. Bỏ lưới. Chuối. Chuỗi nha bạn, và đem theo hai cái bẫy phụ, bẫy sóc nha bạn. À, hành trang phải vậy thôi bạn ơi. À, thì đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn và luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống của mình nha. Giờ thì xin mời cả nhà và các bạn cùng mình đi trải nghiệm thăm bãi Sóc, bãi Tròn nào. Xem hôm nay có dịnh gì ngon nha các bạn. Rồi, xin mời. Giờ để mình tạm mở, khi nào đến cái bãi đầu tiên mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nha. Đây ở đâu, đằng xa kia có người bạn ơi. Rồi, xin mời. Ở đây mình có cái bẫy tròn đầu tiên nghe bạn. Không sập luôn bạn ơi. Kỳ ta. Không sập luôn bạn. Chứng tỏ đây không có gì hết đâu. Rồi, để mình chuỗi còn bạn ạ. Để mình neo đây thêm chuyện nữa coi còn sao không bạn. À, tiếp tục ở đây mình còn cái bẫy tròn nữa nha mà. Đó là cái này thấy sập rồi, như cái gì đấy bạn. Sập sao không có gì ta. Sập. Hết chuỗi luôn. Không có gì bạn. Chuột này, con chuột này bỏ mồi nha bạn. Là ta. Rồi, để mình nghiên cứu lại bạn ạ. À. Tiếp tục bạn ạ. Đây mình có cái bẫy sóc. Được ngay chuột bạn ơi. Chuột bự chào bão luôn, mập thô lô luôn các bạn. Ra bắt đi tiếp nha bạn. À, ở đây mình còn cái bẫy sóc nữa bạn ơi. Không biết còn bẫy không ấy. Thế thì mới cắt cỏ đây bạn. Này được rồi, những con sóc cô các bạn. Được đó. Ô, nhìn vô thấy có dính mà không biết con gì đó bạn. Chuột. Chuột cho bỏ lửa luôn. À, thả xuống bắt rồi đi tiếp bạn. Tiếp tục đây có cái bẫy sóc bạn ạ. Này được rồi. Dính con chuột cho bỏ luôn bạn. Ở được này dính chuột mà bạn ơi. Dính chuột mà. Đây nhiều thế. À, đã bắt tiếp. Bắt rồi tiếp mấy bạn. Tiếp tục bằng ạ. Ngày giờ chưa có em sóc nào mà ba em chuột rồi nhưng mà à cái này này vừa nói bạn à, cái này chuyện nào dính nghe bạn sóc cò không bạn
em xóc đất các bạn, xóc đất gì là bự lắm các bạn, quá đã, quá phê. Em thảo đó bắt đi tiếp nha bạn. Tiếp tục trong này mình còn cái bạn ạ. Mình nhìn từ xa thấy sập các bạn ơi. Em xóc đất nữa. Xóc đất bự lắm. Đó. Thấy chưa ta? Không? Ngoài bự ghê bạn. Quá đã. Thảo ra bắt rồi đi tiếp nha bạn. Tiếp tục ở đây mình còn cái bẫy sóc các bạn ơi. Mình thấy dính nữa rồi bạn ơi. Em sóc đất nữa các bạn. Ok. Quay qua này. Rõ hơn quá phê. Để em thả xuống bắt đi tiếp nha bạn. Đây mình có cái bẫy sóc nữa bạn. Tỷ số bây giờ là 3 điều rồi các bạn, 3 chuột 3 sóc, không biết đội nào sẽ vượt lên dẫn trước đây. U là trời hiện tương lạ. Đây các bạn có thấy chưa, không biết vậy mình vô con gì mà sóc hay chuồng hay sóc hay chuột con rặn chui vô rồi bạn, xíu chưa nó vô, nó đang còn ăn trong cái bùn đó, chưa chui ra được hết. Học người nhỏ xíu mà vô là ăn con gì đây bạn. Còn cái bụng no quá là chưa chui ra được, nó mà tiêu hóa xong rồi nó chui ra mất tiêu ạ. Xử lý rồi đi tiếp nha bạn. Tiếp tục ở trong này mình còn cái bẫy tròn các bạn. Sáng giờ đi bẫy tròn chưa có cái nào dính vào. Cái này không sập luôn bạn ơi. Không sập bạn. Chuỗi còn luôn. Đi tiếp thôi bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có cái bẫy sóc nữa bạn. Mãi giờ tỷ số 3 đường. 3 chuột 3 sóc. Bây giờ không biết đội nào sẽ vượt lên đây. Thấy sập rồi. Em sắp ngang nha các bạn. Vậy là đội sóc sẽ vượt lên. Tạm thời vượt lên. Đâu rồi? Đó. Sóc ngang các bạn. Ngang. Chỗ kêu sóc chuột các bạn. Thả xuống mắt ra đi tiếp nha bạn. Tiếp tục bằng đây mình có cái bẫy sóc các bạn. Cái này không sập bằng này mình gom đi luôn các bạn. Mình vừa thăm cái bẫy cuối cùng xong mà không có bằng này, mình có hôm nay cũng không được ngon cái mấy bạn. Bộ con sóc
bang chuột, bang chuột bự bự không các bạn. Hôm nay bậy tròn dữ các bạn ơi, không có con gì hết. Còn bậy sóc không, bậy sóc bây giờ mình còn được 10 cái, 10 cái bậy sóc được đâu, được bọn con, được bọn con sóc bang chuột ra dựng hơi nhiều các bạn ơi. Đây, video mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn xem video có ý nghĩa mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.